Xếp lăng nè con. Đây xếp lăng. Đây là bơm dành chữa cháy mà con. Bơm là bơm hai cấp nè. Hai bầu. Đây là bơm dành chữa cháy. Gió công nghiệp luôn. Mỗi phát mỗi chảy luôn. Giờ luôn. Còn đẹp quá. Reo. Thương hiệu mới nhất của cô ta mà con. Đây thương hiệu mới nhất của tôi cho ta. Máy bự dữ ta. Trời, không phát điện gì ghê. Phát điện luôn nè. Ngày 2 cái 1.2 kW mà bự ghê. Này máy của Mỹ đây.
Scott Mỹ nè, 6 máy 3.500 tôi nhanh. Mấy máy cano rồi con. Anh chạy cái máy bơm chìm bơm nổi nè, cái tiện mini nè, tình tiện ba cái đồ nhỏ nhỏ mini được nè, gắn cái mâm vô tiện nè, gần tiện vào mini rồi nè. Đây máy fan siêu tốc, đây là máy fan tốc độ cao nè, 50.000 vòng trên phút nè, mà máy fan tốc độ cao nha, nên rất là bảo vệ nè. Máy fan tốc độ cao. Máy cắt cỏ hay cắt lúa rồi con, cắt cỏ cắt lúa cũng ngon nè. Alo, dạ đúng rồi, đấy ngựa.